Rồi, cho chị Mỹ xin chào các bạn nha. Hôm nay chị Mỹ quay cho các bạn coi người ở khu tại chùa An Hòa Tự, người ta chuẩn bị trăng nghiêm lễ ngày đại lễ 18 tháng 5 nè các bạn. Đây là cái khu nhà lưu niệm của Đức Thầy nữa các bạn. Nó có trang nghiêm. Đó, nhà lưu niệm đó, đây là nhà lưu niệm đó. Áo giặt, cái giặt của liên quan đến Đức Quỳnh Giáo Chủ đó. Mà hai con liễn biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng. Còn bên đây là đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Rồi mình đi dẫn các bạn tham quan khu chùa An Hòa Tự nha các bạn. Đây là cái danh từ An Hòa Tự. Bữa nay mới có mười ba hả các bạn, 16 là vô lễ các bạn, còn 3 ngày nữa mà hôm nay là ta chuẩn bị rồi để sang vô lễ. Đây ngày đại lễ lớn lắm các bạn. Đây là khu chùa này. Đây là trong chính điện nè, để mời các bạn coi. Đây bằng ngôi thờ số 2 tổ Sư Đạt Ma. Đây ngôi thờ của Quan Âm Hải. Đây Phật đẹp nha. Chùa của Đức Thầy thấy Phật đẹp. Con cá. Cá là của bà Quan Âm. Phật bà Quan Âm nhé. Cá mà đây ngôi thờ cái số 2 là Phật Di Lặc. Đây là Phật Di Lặc. Đẹp quá. Chùa bằng số 6 bằng chánh bái. Còn đây là bằng số 5 của Phật Thầy Tạm. Ngôi thờ của Phật Thầy Tạm. Đây bằng số 9 là cái nghiệp. Bàn số 8, bàn có quá tấm. Đây tổng số là 10 ngôi thờ nha các bạn. Để mình ra chép cho bạn số 10 ở chép cho bạn coi. Ở đây là ngôi thờ số 10 bàn hộ pháp. Rồi tổng ngôi 10 cái ngôi thờ trong cái chùa An Hòa Tự. Này người ta gọi là Đức Hộ Pháp. Xa xa để nó kính mừng đại lễ 18 tháng 5 đó các bạn, Đức Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ đó các bạn. Đây là tổng quan của chùa nè, chùa Giáo Hảo An Hòa Tự nè. Đây là mình đứng trước chánh điện mình quay vô nha các bạn. Còn
Còn bên đây là ban quản tự nha các bạn. Quản tự là tiếp khách từ phương xa đến là nó vô để vô tiếp đón khách đó. Còn đây là hội trường. Đó là hội trường. Rồi các bạn là muốn ăn cơm chay không? Cơm chay miễn phí luôn. Để dẫn các bạn là coi cơm chay miễn phí không các bạn. Sao dĩa cơm vậy? Dĩa cơm với dĩa cơm. Ở đây ăn cơm nước từ thiện hết, thuốc uống thuốc men nước uống cơm hết. Đó. Còn đang kinh chở nhưng chưa một đó đã đèn lên. Đây là trạm cơm số 4 nha các bạn. Ta trang bị chuẩn cơm trạm cơm nè. Bên kia còn dây bên đây là trạm cơm của Phước Thiện. Cũng là từ thiện không các bạn. Đó, trạm cơm số 4 nè. Ở trong có đường làm xe hoa, vô trong mình tham quan các bạn. Mấy ngày này chưa có người ta tới ngày chánh lễ rồi đông lắm nha các bạn. Chen không được nha các bạn. Ôi trời, đông đạp ghé con cho.
đẹp nhớ like và đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh mình nha các bạn, cảm ơn các bạn nhiều nha. Đó. Này xe qua của xã Long Bùa Long Hòa. Ở trên Long Hòa người ta xuống đây làm luôn. Ở đây nhiều xe qua lắm các bạn, tầm 17 chiếc là các bạn gom lại đây cầu bê tông Châu Thái. Ở đó là tổng số 4 chiếc nữa các bạn. Ở đây còn 2 chiếc là 6 chiếc. Ha ha ha.